Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Nhạc Cụ Minh Phụng. Hôm nay chúng ta sẽ tổng hợp một chiếc loa mới đến từ Medley AP30. Loa có thiết kế hiện đại, nhỏ gọn, chỉ với 15kg, kích thước dài 35, rộng 34,5, cao 35cm. Loa có công suất 30W, có 3 nút quặng treble, mid, bass, còn có thêm 2 nút quặng volume và 2 cổng cắm left right. Loa còn tích hợp cổng aux in giúp các bạn có thể kết nối với các thiết bị khác để luyện tập hoặc biểu diễn. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Hãy nhấn like và subscribe để chúng mình có thêm động lực ra nhiều video mới. Và hãy đến địa chỉ 347 Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3 để trải nghiệm sản phẩm và được tư vấn miễn phí. Xin chào và hẹn gặp lại.